Chưa bao giờ TV rẻ như cái thời điểm này cả. Suốt từ tháng 11 tới bây giờ thì có rất là nhiều bác vẫn đang mong chờ cái dịp giảm giá sâu của các mã hàng. Và chỉ khoảng tầm 1 đến 2 tháng nữa khi mà ra các mẫu TV mới ấy, thì giá thành sẽ vô cùng cao. Và thời điểm này là thời điểm các bác đi mua TV cho gia đình là tốt nhất này. Ngày hôm nay thì tiếp tục thêm rất là nhiều mẫu TV 55 inch có chiều hướng giảm thêm để phục vụ mọi người. Đấy, như 55X 80K chưa có bao giờ nó giảm sâu như đợt này. Đấy, các mẫu TV của Samsung, mẫu TV của LG và của cả TCL nữa. Clip này em sẽ cập nhật và so sánh lại để mọi người cùng xem và tham khảo nhé. Thường thì vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì sẽ có rất là nhiều các mẫu TV được các hãng họ tung ra thị trường. Và chắc chắn là cái thời điểm mà TV mới được bày bán ấy, giới thiệu những dòng sản phẩm mới thì giá thành luôn cao. Và em thường khuyên các bác là đừng mua TV vào cái dịp mà nó vừa ra mắt. Cái thời điểm mà mua TV tốt nhất đó chính là cái thời điểm mà chuẩn bị bỏ những cái mẫu cũ và ra những mẫu mới. Và ngày hôm nay thì có khá là nhiều các mẫu TV có chương trình chạy để phục vụ các bác. Đấy, như chiếc TV 55 inch và cái chương trình giảm giá này thì sẽ áp dụng cơ bản cho Samsung, cho Sony, cho LG và TCL để mọi người cùng xem nhé. Và mã hàng đầu tiên em quay để mọi người tham khảo đó là 55X80K. Ngày hôm nay thì sẽ có cái chương trình giảm cho cái mẫu TV này. Bán với số lượng có hạn thôi, các bác lưu ý nhá. Và chưa bao giờ, cả từ khi mà có chạy các chương trình giá sốc, chạy chương trình Online Friday, chạy chương trình mùng 2 tháng 9, chạy chương trình dịp Tết vừa rồi thì cũng chưa bao giờ có cái dịp giảm sâu như vậy. 55X80K ngày hôm nay bên em chạy chương trình đang giảm về còn sấp xỉ 14 triệu thôi. Sấp xỉ 14 triệu cho cái chiếc TV mà được rất là nhiều các bác quan tâm này. X80K thì sẽ có là từ màn hình 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch và 75 inch. Nhưng mà cái phân khúc 65 và 55 inch ấy là phân khúc được nhiều người lựa chọn nhất, bởi cái kích cỡ của màn hình, bởi cái chất lượng cũng như là cái cấu hình của X80K thì nó vô cùng phù hợp. Với màn hình 55 inch bán với giá sấp xỉ 14 triệu, còn đối với 60 inch thì vẫn đang vô cùng giữ giá 18.200.000 các bác nhé. Kích cỡ của 55 inch thì các bác hình dung là chiều dài nó khoảng tầm 1m23, và cái khoảng cách từ vị trí các bác ngồi cho tới điểm đặt TV ấy, nó phải từ 2m trở lên thì các bác mới dùng được TV 55 inch. Còn gần quá thì các bác có thể lựa chọn 50, nhưng mà 50 inch thì hiện tại giá đang vô cùng cao, quay đang bán khoảng tầm trên 15 triệu. 50 inch giá còn đắt hơn so với cả 55 inch. Nói về con X80K này thì đây là thế hệ Google TV mới của 2022. Thiết kế tràn viền ba cạnh là thế hệ Google TV. Nên là Google TV sẽ có cái giao diện nó khác biệt hoàn toàn so với cả thế hệ TV Android cũ. Android cũ thì giao diện nó sẽ không được rõ ràng, không được rành mạch, ứng dụng không tập trung, trực quan như vậy. Cái điểm nhấn thứ hai ấy, đó là con này là công nghệ màn chiếu lượng tử rồi. Nó gọi là Chromoled. Tức là nó sẽ giống như TV QLED của Samsung hay là TV LaLoCell của LG. Điểm thứ ba nữa đó là cái công nghệ tìm kiếm giọng nói ở trên X80K thì vô cùng nhạy. Đấy, các bác có thể ra lệnh cho TV qua điều khiển hoặc là không cần cầm điều khiển, đứng trước TV thì các bác nói câu lệnh tìm kiếm nội dung ở trên YouTube. Chẳng như gia đình hát karaoke rồi tìm kiếm các đoạn phim, đoạn giải trí, chỉ cần nói là TV nó nhận lệnh, nó sẽ nhạy hơn so với cả thế hệ TV của Sony trong năm 2021. Tiếp tục một điểm nhấn nữa đó là cái công nghệ loa. Đấy, công nghệ loa ở trên X80K, kể cả các bác không cần dùng loa ngoài thì âm thanh với chuẩn Dolby Atmos trên X80K thì nghe vô cùng sống động, chân thực và rõ ràng. Các cái công nghệ như vậy thì nó sẽ đáp ứng cũng như là sẽ giúp cho các bác có cái giải trí, cái trải nghiệm nó hoàn hảo hơn. 55X80K với giá sấp xỉ 14 triệu có thời gian bảo hành 25, nhập khẩu Malaysia. Vì đây là chiếc TV đầu tiên ở trong clip này em giới thiệu với mọi người. Tiếp theo là các mẫu TV có chiều hướng giảm rất là sâu của TCL, của Samsung và cả của LG đó. Mã tiếp theo mà em quay phục vụ các bác sau 55X80K thì đó là 55Q636. 55Q636 là thế hệ TV QLED với tần số quét 120Hz.
trên con X80K của Sony, con đó thì chỉ có cái tần số quét là 60 thôi. Nên là muốn kết hợp TV làm màn hình giải trí chơi game, làm màn máy vi tính ấy, thì các bác phải lựa chọn Q636 với giá thành rẻ. Đây, con này có từ kích cỡ màn hình 43 inch cho tới 65 inch. Thì khác với cả X80K của Sony là nó có cả 75 inch nữa. Thì TCL Q636 là thế hệ QLED giống như con X80K đấy, nó là Chromoled. Thì cái công nghệ chấm lượng tử này đều sẽ cho cái sắc màu, cái độ tương phản nó tươi, nó sống động hơn so với cả những chiếc TV mà không có cái công nghệ này. 55Q636 thì giảm giá về khá là sâu, còn dưới 12 triệu nó khoảng tầm 11.870.000. 11.870 cho một chiếc TV có thiết kế tràn viền, gần như là tràn viền ba cạnh, viền kim loại bao quanh. So sánh về cái chất lượng và cái độ tương phản ấy, thì nó cũng không có thua kém quá nhiều so với cả Sony. Cái thua kém nhất mà nhiều người băn khoăn nhất đó chính là thương hiệu TCL. Nhưng khi mà các bác mua ấy, thì các bác cần quan tâm là thương hiệu đó thì có dịch vụ bảo hành sau bán ra sao, đã tồn tại ở thị trường Việt Nam là bao nhiêu lâu và quy mô hoạt động của họ như thế nào, cũng như là số lượng TV bán ra. Thì TCL Q636 thì có cái thời gian ra mắt là năm 2022 và tiếp tục sản xuất bán trong năm 2023. Nếu mà về thương hiệu của TCL thì đã ở thị trường Việt Nam khoảng 20-23 năm rồi. Và cái dịch vụ bảo hành sau bán thì khá là tốt, họ hỗ trợ bảo hành tại nhà trên toàn quốc. Với giá thành 11.870.000 thì đây là chiếc TV cũng có rất là nhiều những cái mà các bác cần phải quan tâm. Đầu tiên là thiết kế nó khá là đẹp với viền mỏng ba cạnh, rồi chạy hệ hành Android cũng như có Google TV để mọi người có thể là trải nghiệm các ứng dụng tập trung tại màn hình trang chủ. Cái điểm nổi bật đó chính là cái công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Mọi người có thể tương tác với cả TV mà không cần cầm điều khiển, giống như trên X80K của Sony. Nói về cái độ nhạy, nói về cái độ chính xác, khi mà các bác sử dụng cái câu lệnh tìm kiếm bằng giọng nói ấy, thì chỉ có Sony và TCL là đảm bảo được cái vấn đề này thôi. Tránh cái trường hợp khó khăn, khó chịu khi mà mọi người hát karaoke, tìm kiếm các nội dung bài hát, tìm kiếm để làm sao nó chuẩn cái bài mà mọi người muốn hát ấy, thì chỉ có thể là trên Sony hoặc TCL. Hệ hành Android 11 có giao diện Google TV. Con này thì có tần số quét 120Hz, có chip xử lý mạnh mẽ IPQ. Nên là nếu mà để so sánh về cấu hình ấy, thì con X80K còn đang thua cả Q636. Q636 thì các bác có thể so sánh được với cả X85K của Sony. Nhưng mà cơ bản ấy, thì vì lăn tăn về thương hiệu và nhiều bác thì không có nhu cầu chơi game, không có nhu cầu muốn kết hợp để sử dụng cái công nghệ tần số quét cao và cái chế độ Game Master ở trên Q636. Nên là thường các bác vẫn sẽ lựa chọn X80K. Nhưng về giá ấy, và các bác bỏ qua cái vấn đề là gì? Và bỏ qua cái vấn đề thương hiệu ấy. Thực ra thì bản thân em, nếu mà em đánh giá hiện tại cái độ nhạy, cái cấu hình cũng như độ bền bỉ, cái tốc độ xử lý nó mượt ấy, nó ít lỗi ấy, thì TCL và Sony có cái chất lượng là sản phẩm tương đương như nhau. Hai thằng thì 19-10 về cái giao diện Android Google TV. Trên Sony vẫn đang chỉ chạy Android 10 thôi, còn TCL là tận Android 11 rồi. Họ có bản quyền, họ là người đi đầu tiên phong trong việc mua bản quyền của Google về cái hệ điều hành này. Q636 thì cũng tích hợp đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm các cổng HDMI, cổng USB được bố trí ở bên sườn, có cả cổng tai nghe 3.5 để mọi người có thể tách âm thanh ra. Và với thiết kế đây các bạn nhìn này, OK Google, mở YouTube rất là nhạy. Thì chiếc TV thứ hai em quay để mọi người xem là 55 inch với giá là 11.870, còn 65 inch vẫn đang bán với giá là 16.120 các bạn nhé. Thì sau QLED TCL Q636 thì sẽ là một số các mẫu TV kích cỡ màn hình 55 inch của LG và của Samsung để mọi người xem. Samsung thì có một cái mã hàng mà nếu mà các bác nào xem kênh em lâu ấy, thì thấy quay nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, nhưng chưa bao giờ là có giá giảm sâu như cái đợt này. 55AU7700 thì thời gian cao điểm nhất nó bán khoảng 12.890, sau đó là xuống 12.590, dần xuống 12 triệu và hiện tại đang chạy chương trình. Con này đang giảm về còn khoảng tầm sấp xỉ 10 triệu thôi, khoảng tầm 9.950.000 cho mã hàng 55AU7700 này. Tìm một chiếc TV có độ phân giải 4K, thiết kế viền mỏng ba cạnh, độ sáng, độ tương phản cao, có đầy đủ các ứng dụng xem phim, xem truyền hình, xem giải trí,
có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt thì đó là năm nào AU7700. 2022 thì Samsung ra mắt cả BU8000, và con này nó chỉ hơn một chút là về cái thiết kế, rồi về cái hệ điều hành họ chạy lại một chút, họ có trang bị thêm cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Nhưng mà về công nghệ màn hình ấy, thì về cơ bản thì đều là màn hình LCD, màn hình LED và có gì, có độ phân giải 4K. Đây là các nguồn tín hiệu các bác xem ở trên YouTube, xem truyền hình kỹ thuật số, các bác tìm kiếm các cái đoạn video bằng điện bằng điều khiển, hay là các bác muốn trình chiếu nội dung từ điện thoại hay laptop máy tính lên trên AU7700 là không cần phải cắm dây. Đấy, nên là ưu tiên về giá, ưu tiên về độ phân giải, ưu tiên về điều khiển tìm kiếm giọng nói ấy, thì AU7700 sẽ là một sản phẩm ổn áp như vậy. Với giá thành 9.980.000 lại thương hiệu của Samsung nữa, bảo hành chính hãng tại nhà trên toàn quốc trong vòng 2 năm, thì đây là một trong những sản phẩm mà em tin là sẽ đáp ứng được cái tiêu chí mà nhiều bác đang tìm kiếm. Các bác nào chờ thì sẽ không còn xuống giá nữa đâu, sẽ bán cái giá này tới thời điểm khoảng tầm tháng 4, tháng 5 nó chuẩn bị ra mẫu mới là sẽ bán dần hết cái số lượng vài chục chiếc, là bên em sẽ không còn hàng về nữa. Bởi vì bên hãng họ sẽ không có ra cái mẫu này nữa, và thay vào đó là những mẫu mới của 2023. Bluetooth 4K, có điều khiển tìm kiếm giọng nói, trình chiếu nội dung từ iPhone, từ Android lên, từ laptop, từ máy tính để bàn lên qua Wi-Fi không cần cắm dây. Có đầy đủ các ứng dụng xem truyền hình, xem thể thao, xem phim, hệ điều hành dễ dùng. Đó là những cái tiêu chí ở trên AU7700. Một trong những sản phẩm em tin là nếu các bác mua ấy, thì dùng theo thời gian nó khá là ổn định và ok. Sau AU7700 nó sẽ là một mẫu TV của LG mà em muốn các bác xem. Mã hàng em muốn mọi người xem tiếp theo đó là 60 inch của LG. Kích cỡ màn hình lớn nhất trong cái phân khúc TV 55 inch giảm giá ngày hôm nay. Một trong những cái mẫu TV mà các bác đã xem ở cái video em review riêng với cái mã hàng là 60UQ8150PSB, độ phân giải 4K, thiết kế chân đế bán nguyệt vị trí trung tâm, viền mỏng ba cạnh và có đầy đủ các cái cổng kết nối được tích hợp ở bên phía sườn trái của TV. 60UQ8150PSB thì em không cần phải nói nhiều nữa, độ tương phản, độ phân giải khá là ổn áp. Con này thì có cái công nghệ nó có thể nâng cấp các nguồn tín hiệu đầu vào lên gần chuẩn 1K với chip xử lý Alpha 5 thế hệ thứ 5. Cái con chip này nó sẽ có cái tác dụng là tinh chỉnh hình ảnh, nó xử lý âm thanh cũng như là độ tương phản, giúp cho cái trải nghiệm của người dùng nó hoàn hảo hơn. Đi kèm là một cái Magic Remote, các bác có thể kết nối điều khiển với cả màn TV để giúp cái quá trình trải nghiệm giống như các bác đang lướt web hoặc là chơi game ở trên laptop vậy. Đấy, con trỏ di chuyển đến đâu sẽ lựa chọn ứng dụng đến đó. Xuất xứ Indonesia, bảo hành 25. Và với các bác nào mà muốn lựa chọn một chiếc TV với khung hình nó vừa phải, không quá nhỏ như 55 inch, không quá lớn như 65 inch, thì lựa chọn 60 inch là ổn áp. 11.710.000 là giá cuối của 60UQ8150. Đấy, các bác hình dung là 65 inch nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng với 60 inch thì nó sẽ phù hợp hơn. Đấy, các bác nào từ 3m trở lên thì lựa chọn 55 thì các bác cảm giác nhỏ, 65 cảm giác lớn thì các bác lựa chọn ngay 60 inch. Đấy, của LG nhé, xuất xứ Indo, bảo hành 25 chính hãng, đầy đủ các công nghệ kết nối với các ứng dụng, rồi các bác trình chiếu nội dung từ màn hình của iPhone, từ điện thoại, từ laptop lên, không cần phải cắm dây. Đó là những cái tiêu chí ở trên cái màn của 60UQ8150PSB. Các bác cần hỗ trợ tư vấn thêm thì các bác có thể điện trực tiếp vào hotline 0974178556 hoặc truy cập website ecomat.vn thì bên em sẽ hỗ trợ mọi người nhá. Cảm ơn các bác.